Bạn muốn sở hữu một tổ ấm hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn tiết kiệm chi phí? Vậy thì hãy cùng nhà Phương Đông khám phá ngay mẫu nhà phố 2 tầng 1 tum mang mã số VT292349. Với bộ hồ sơ phần kiến trúc chỉ có giá từ 3.999.000 đồng, chúng tôi sẽ giúp bạn biến giấc mơ về một ngôi nhà lý tưởng trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay trở lại với mẫu thiết kế hôm nay, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu về không gian nội thất. Ngôi nhà có mặt tiền là 6,8m, chiều sâu là 12,8m, diện tích sử dụng 2 sàn vào khoảng 169m2, với các phòng công năng bao gồm phòng khách, phòng thờ, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Từ cửa chính bước vào, phòng khách 30m2 sẽ là điểm nhấn với sự thoáng đãng, thoải mái và vẻ đẹp sang trọng. Các kiến trúc sư của chúng tôi đã có sự cân nhắc tỉ mỉ về màu sắc, chất liệu và sự phối hợp giữa các đồ nội thất để đưa ra cho gia chủ những gợi ý về cách bố trí phù hợp, tạo ra không gian thật ấn tượng và đẳng cấp. Nội thất gỗ chất lượng cao với kiểu dáng hiện đại, kết hợp với các chất liệu khác như kính, kim loại, đá, đã mang tới sự đa dạng và tinh tế. Cách bố trí gọn gàng, tối ưu không gian không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn giúp gia chủ dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng một cách tối đa nhờ hệ cửa mở rộng, đồng thời nó cũng mang tới view đèn ra sân vườn và cảm giác tươi mới, gần gũi thiên nhiên. Với những mẫu nhà có diện tích khiêm tốn thì thiết kế không gian mở, liên thông phòng khách với bếp ăn 19m2 là một giải pháp rất tối ưu, không chỉ giúp tổng thể rộng rãi hơn so với diện tích thực tế mà nó còn thúc đẩy sự tương tác giữa các thành viên, gia đình và khách mời. Giao thông đi lại cũng rất thông thoáng, các thành viên có thể dễ dàng di chuyển ra phía trước, về phía sau nhà, đi tới các khu vực công năng hoặc đi lên tầng nhờ hệ cầu thang ở đây. Cầu thang có phần tay vịn kính rất đẹp mắt, hiện đại và tạo cảm giác thoáng rộng. Phần tủ, bếp nấu, bồn rửa lắp đặt sát tường, chạy theo hình chữ L đã tối ưu hóa diện tích và mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt. Kệ tủ thiết kế thông minh, gia tăng không gian lưu trữ, cho căn bếp thêm phần gọn gàng và đẹp mắt. Việc dọn rửa cũng rất dễ dàng, tránh tối đa mùi khó chịu ảnh hưởng tới các khu vực khác. Bàn ăn ở trung tâm sẽ là nơi cả gia đình quây quần, thưởng thức những món ngon nóng sốt, chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Đồ dùng nội thất thiết kế tối giản, đồng bộ chất liệu đã mang tới không gian thống nhất phong cách, để lại ấn tượng cho mọi vị khách tới chơi. Phía sau này là khu vực vệ sinh trung tầng 1, được tách riêng thành toilet 2,4m2 và phòng tắm 2m2. Điều này sẽ giúp việc sử dụng hàng ngày thuận tiện, đồng thời đảm bảo sự sạch sẽ, riêng tư. Cửa mở ra sân sau ở đây không chỉ cung cấp ánh sáng tự nhiên, mà còn giúp thông gió tốt, tránh các mùi khó chịu, ẩm mốc. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, phù hợp cho gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống. Trong đó phòng ngủ tầng 1 có diện tích 12,6m2, có thể dành cho ông bà để tránh việc phải lên xuống cầu thang nhiều bất tiện. 3 phòng ngủ ở tầng 2 có diện tích là 14,5m2, 12,5m2 và 12m2, dành cho vợ chồng gia chủ và các con. Các phòng này sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung 4,5m2 ở phía cuối nhà, rất thuận tiện trong sinh hoạt. Các bạn có thể thấy, các phòng ngủ đều được trang bị hệ cửa sổ, cửa phụ mở ra ban công để đón được tối đa ánh sáng và gió trời. Các thành viên sẽ có không gian ngủ, nghỉ ngơi thật thư giãn, riêng tư mà vẫn mát mẻ và sáng sủa. Ngoài tủ quần áo, gia chủ có thể tận dụng không gian dưới giường hoặc trên tường để tạo ra nơi lưu trữ tiện lợi cho các phòng gọn gàng và sạch sẽ hơn. Khu vực cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là phòng thờ 5,7m2, không gian tâm linh không thể thiếu đối với mỗi gia đình Việt. Căn phòng thiết kế với không gian mở, có cửa kính lớn hướng ra ban công phía trước, mang lại tầm nhìn thoáng, tạo sự kết nối với tự nhiên và ánh sáng, để gia đình tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng, tưởng nhớ về tổ tiên, cội nguồn. Như vậy, các bạn vừa tìm hiểu về cách bố trí các phòng công năng. Tiếp theo đây, hãy cùng nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về công trình này nhé. Ngôi nhà có sự kết hợp của màu trắng chủ đạo cùng màu nâu gỗ, ghi đen và phần hình khối, chi tiết đơn giản nhưng rất hiện đại, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo và ấn tượng. Hệ thống cửa nhôm kính sinh pha mang lại không gian sáng tạo và hiện đại, trong khi hệ mái bằng thể hiện sự ổn định và tính thẩm mỹ. Các mảng tường khéo léo đua ra giật vào, giúp tổng thể trở nên rộng rãi và có chiều sâu hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế trẻ trung, tối giản và tính tiện nghi đã mang tới một công trình rất được lòng chủ đầu tư. Chắc chắn, không gian sống không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn là không gian để tận hưởng cuộc sống và kết nối với thiên nhiên. Chính vì vậy, trên tầng tung của ngôi nhà này đã được các kiến trúc sư của nhà Phương Đông trang bị bộ bàn ghế thoải mái, tạo nên không gian ấm cúng cho gia đình thư giãn và ngắm nhìn cảnh sắc từ trên cao. Hệ lam tre và hàng cây xanh, hoa tươi không chỉ để trang trí cho đẹp mắt, mà còn giúp ngăn chặn sự nóng bức, khó chịu. Các thành viên sẽ cảm thấy thoải mái và gần gũi với thiên nhiên khi ngồi chơi, thư giãn ở trên đây. Có thể thấy, công trình này đã có thiết kế tận dụng tối đa vị trí mặt tiền, tạo ra không gian sinh hoạt tiện nghi, đồng thời còn khắc phục được nhược điểm về sự hạn chế của khu đất. Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với hotline 0888-625-888 của nhà Phương Đông để nhận thông tin chi tiết nhất về mẫu nhà này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.